Hello cả lớp. Xin chào các bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui gặp các bạn ở trong livestream này và đến hẹn lại lên. Thì bây giờ Nguyễn Hiếu sẽ chia sẻ tới các bạn cái phương pháp, cái bí quyết mà hàng ngày Nguyễn Hiếu chăm sóc da làm sao để cải thiện được cái làn da và giúp cho cái làn da của chúng ta luôn luôn được căng mọng và sáng đẹp. Cái mặt của Nguyễn Hiếu bây giờ ấy là Nguyễn Hiếu đã vừa tẩy trang này. Bước đầu tiên là mình sẽ tẩy trang. Bất kể là bạn có make up hay không, nhưng mà sau một ngày ấy, thì chúng ta sẽ bị nhiễm những cái khói bụi bẩn, rồi là những cái tiết dầu bẩn ở trên cái khuôn mặt của mình, và nó tiết ra trên bề mặt da, cho nên là cái tẩy trang nó sẽ giúp lấy đi những cái lớp bụi bẩn phía bên ngoài của chúng ta nhé. Sau khi tẩy trang xong đó thì chúng ta sẽ dùng gel rửa mặt. Nguyễn Hiếu dùng gel rửa mặt để rửa sạch cho cái da mặt của mình. Gel lô hội thì nó không giống như sữa, tại vì nó sẽ ít bọt hơn sữa và không làm cho mòn da. Thứ ba nữa là Nguyễn Hiếu sẽ tẩy da chết, tức là lấy đi những cái lớp sừng hóa và đặc biệt làm cân bằng cho cái lượng dầu ở cái vùng chữ T. Thì Nguyễn Hiếu sẽ loại bỏ lớp sừng hóa ở vùng chữ T thật sạch sẽ, sau đó thì xoa nhẹ sang phía hai bên, gọi là gel tẩy tế bào chết. Nguyễn Hiếu sử dụng gel Việt Quất và nó hết sức là tự nhiên, nó chỉ tẩy đi đúng cái lớp phía ngoài của da thôi, để cho cái da của chúng ta, cái phía bên trong nó được khỏe mạnh và hấp thụ cái dưỡng chất tốt hơn. Và cái bước cuối cùng và hàng ngày là Nguyễn Hiếu hay làm, đó chính là cái toner diếp cá tía tô. Thì cái loại này nó giống như là dũng sĩ diệt khuẩn để thấm sâu vào trong cái lỗ chân lông và diệt đi tất cả những cái vi khuẩn. Những cái vi khuẩn gây bệnh này, gây da, gây mụn nhọt ở trên da, và làm diệt đi những cái ổ vi khuẩn bám còn sót lại, bám ở trên cái bề mặt da của mình. Thì Nguyễn Hiếu không phải là mình xịt đâu, mà Nguyễn Hiếu sẽ đắp luôn vào cái khuôn mặt của mình khoảng 30 phút mỗi một ngày như vậy. Và Nguyễn Hiếu đắp một lượt vào buổi sáng và một lượt vào buổi tối sau khi mà đã tắm hoặc là làm sạch hết cái da mặt, thì thấy cái da mặt mình cải thiện rất là nhanh. Trước đây ấy, thì chỉ xịt không thôi thì cái da của mình không được căng và không được sáng trắng. Thế nhưng mà khi mà mình đắp như vậy khoảng 30 phút thì thấy cái làn da phục hồi rất là tuyệt vời và mụn, không thấy một cái đốm mụn nào lên nữa, mặc dù là Nguyễn Hiếu thích ăn đồ cay nóng. Thì Nguyễn Hiếu sẽ sử dụng cái bông tẩy trang để đắp. Ngày trước thì mua cái miếng mặt nạ giấy đắp nhưng mà nó không ôm sát vào mặt cho nên không giữ được độ ẩm. Thế xong rồi dùng bông tẩy trang. Thì bông tẩy trang nó có hai loại, một loại rất là mỏng, Nguyễn Hiếu lựa cái loại mỏng này này. Mấy bữa trước thì không có, chưa mua thì là dùng cái loại bông tẩy trang dày, thì Nguyễn Hiếu phải tách ra làm đôi. Thế sau khi mà biết được cái loại này có cái loại bông tẩy trang mà nó đặt cái miếng rất là mỏng như này và giữ ẩm tốt, thì cái này Nguyễn Hiếu mua ở các cái siêu thị Hàn Quốc ấy, nó đều có cái bông tẩy trang của Hàn Quốc mới có nhá. Và cái chất liệu cốt tông nó rất là mềm, nó rất là mềm mịn. Thế và Nguyễn Hiếu lấy, nó có từng tệp như vậy, mỗi một tệp khoảng 5-6 miếng nhỏ như này. Một cái hộp này là 119.000 thì mình dùng được khoảng 2 tháng. Thì bóc từng cái miếng ra, nó sẽ có khoảng 6 miếng nhỏ như vậy. Đấy. Đó. Còn nếu chúng ta sử dụng bông tẩy trang thông thường thì mình sẽ phải tách ra làm đôi nhá, chứ không có thì nó sẽ rất là tốn cái toner của mình. Đấy, Nguyễn Hiếu sử dụng 8 miếng. Sau đó thì lấy cái chai toner diếp cá tía tô. Đó. Đổ vào cái miếng bông. Cái toner này thì Nguyễn Hiếu, để đảm bảo được an toàn và chất lượng tốt nhất, thì Nguyễn Hiếu cũng phải đặt từ bên Nhật chuyển về. Tối nào Nguyễn Hiếu cũng làm cái bước như thế này và cái da của mình cải thiện rất là tốt, thấm đẫm rồi đấy. Cái chai toner này thì Nguyễn Hiếu thường hay đặt vài thùng ở bên Nhật, tại vì mỗi lần chuyển về cũng lâu ấy, thế cho nên là Nguyễn Hiếu đặt luôn vài thùng, thì xong rồi là mình cung cấp cho học viên của mình luôn. Nguyễn Hiếu lấy tận gốc cho nên rất là rẻ. Đó, đắp vào phần mũi đầu tiên rồi. Các bạn làm thử đi, sau khoảng một tuần là các bạn sẽ thấy là cái làn da của các bạn thay đổi rất là nhanh. Mà nó, cái miếng này này, cái miếng tẩy trang này thì nó bám luôn vào trong da của mình chứ nó không bị bong.
mà nó lại to nữa chứ, rất là to. Giữ ẩm tốt, đắp 30 phút xong đó thì chúng ta tháo ra nhá, đừng để quá lâu. 30 phút là cái da mặt của chúng ta đủ thẩm thấu và ngấm tất cả những cái tinh chất của diếp cá tía tô rồi. Da của các bạn sẽ cực kỳ đẹp, sáng hồng rực rỡ. Ngày Nguyễn Hiếu làm 2 lần như vậy. Mình đắp chồng lên nhau cũng được, tại vì nó sẽ giữ ẩm cho cái khuôn mặt của mình tốt hơn. Còn vùng trán 2 miếng nữa là xong. Đấy, đúng 2 miếng. Bạn đang xem livestream này bình luận xuống phía dưới cho Nguyễn Hiếu được biết là các bạn đang xem đi. Chào buổi tối. Hoặc là các bạn có câu hỏi gì thì các bạn sẽ đặt câu hỏi cho Nguyễn Hiếu. Cái tinh chất toner này rất là tốt cho cái việc chống bị nám da, khô da nhé, và chống mụn rất là tuyệt vời. Ui, đắp lên cái vùng trán mát rượi lên, thích lắm. Thích là thích. Sau khi đắp xong thì Nguyễn Hiếu nằm im. Các bạn đặt câu hỏi đi, Nguyễn Hiếu sẽ trả lời các bạn luôn. Thì Nguyễn Hiếu sẽ nằm im, thư giãn và nghe nhạc. Đó. Sau đó thì đi ngủ. Kín và ôm sát hết mặt luôn, sát hết mặt luôn. Tắt 30 phút, thư giãn, đại tiệc cho làn da của mình. Giống cái làn da của mình ấy, nó giống như là cái cơ quan nội tạng của bạn ấy. Sau 4 tiếng nó cần phải ăn một lần. Nhưng mà thông thường thì các bạn đâu có để ý cho nó ăn đâu, đúng không? Sáng dậy rửa mặt xong thì xong rồi đi làm luôn cả một ngày, không có để ý gì đến cái làn da của mình, cũng chẳng xịt toner, chẳng xịt khoáng. Thì đây là cái phương pháp tuyệt vời và để duy trì và dưỡng nhan, duy trì sự trẻ trung trong làn da của các bạn, cho làn da của các bạn. Thế sau khi mà Nguyễn Hiếu đắp xong như vậy 30 phút thì sẽ là sức cái serum. Nguyễn Hiếu sử dụng toàn bộ là tinh chất thiên nhiên hết. Cái serum, xin chào Bình Minh Vũ, sức cái serum căng da, sau đó là kem dưỡng đêm. Thế còn ban ngày thì nhất định các bạn phải dùng kem chống nắng. Thế ban ngày Nguyễn Hiếu thoa cái kem chống nắng, sau đó là thoa một tí son, một tí cái màu mắt, thế là xong. Đấy, lúc nào mình cũng lung linh rực rỡ, đúng không? Thì bây giờ cô thoát ra khỏi cái livestream này ngay nhé, để cho các bạn xem lại từ đầu cái cách để mà chăm sóc da nhé. Rất là đơn giản thôi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Toner diếp cá làm cho da của các bạn căng mọng. Tía tô diếp cá căng mọng, mịn màng. Xin chào tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ngọt ngào. Bây giờ thì Nguyễn Hiếu sẽ nằm im, thư giãn và nghe nhạc, và để cho cái làn da được thẩm thấu, trọn vẹn được tinh chất mà toner mang đến cho làn da của Nguyễn Hiếu. Xin chào tạm biệt các bạn.